Để con sách cho ạ. Sao không đi làm? Đến đây làm cái gì? Con nghỉ làm rồi ạ. Mẹ, mẹ nấu cơm cho con ăn với nhá. Mẹ ơi, tóc của mẹ bạc nhiều rồi. Con mua thuốc nhuộm đây này. Lát nữa con chấm tóc cho mẹ nhá. Mẹ, mẹ đừng giận con nữa. Trước khi con là Lê Vân Trang của bố mẹ thì con là Hoa. Lúc về nhà mình, con cũng đã biết mọi thứ rồi mà. Không phải có những chuyện bỏ quên là con sẽ quên ngay được. Khi con có bố mẹ, có chị Khánh, có em Vân, con đã rất hạnh phúc. Con không còn cảm thấy bị tủi thân nữa. Nhưng thực lòng, con vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó người đó sẽ quay trở lại tìm con. Con có oán giận, nhưng vẫn luôn hy vọng. Vì dù sao, đó cũng là người đã sinh ra con. Trước khi bỏ rơi con, thì người đó cũng đã từng rất yêu và lo lắng cho con. Nhưng con đã chờ mãi mà người ấy vẫn không quay trở lại. 10 năm trước, khi con biết tin bà ấy là người ở Hoàng Kim nhưng không ở Việt Nam, con đã nghĩ nếu như vào đó thì kiểu gì cũng sẽ có cơ hội để gặp lại. Nhưng gặp lại để làm gì con cũng không biết nữa. Có thể là để hỏi vì sao bà ấy lại bỏ rơi con, để hỏi tại sao người ấy đã hứa quay trở lại đón con mà rồi lại không, hoặc là chỉ để gặp một lần rồi chấm dứt tất cả mọi sự chờ đợi và hy vọng. Nếu như con từng che giấu vì sự chờ đợi đó thì chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là con sợ làm cho mẹ phải buồn. Mẹ không biết là con sợ mẹ buồn nhiều như thế nào đâu. Nếu con không thể làm cho mẹ vui thì con cũng không bao giờ muốn mẹ phải buồn, phải lo lắng quá nhiều về con. Con cũng không biết phải nói thế nào, bởi vì nói ra thì sáo rỗng lắm. Nhưng mà con rất thương và rất biết ơn mẹ. Con là một đứa bé, đến mẹ ruột còn bỏ rơi mình thì làm sao con không thể thương một người không máu mủ ruột già mà đã đón nhận con, cho con một mái ấm, cho con tình yêu và chăm lo cho con bằng tất cả mọi sự bù đắp.
Con xin lỗi vì đã giấu mẹ. Mẹ đừng giận con nữa nhé. Mẹ biết rồi. Sao phải nói nhiều thế? Thì con sợ có người đuổi con đi, không nhận con là con gái nữa. Sao con ngốc thế?